Cuộc phản công của Ukraine ở các vùng Kharkov và Kherson có nghĩa là một bộ phận lớn ở phía đông nam của đất nước này, nói tiếng Nga, đang quay trở lại đấu trường chính trị. Là trung tâm của các đảng chính trị thân Nga, khu vực này luôn giữ một vị trí khác biệt trong nền chính trị của đất nước. Và thậm chí sau năm 2014 đã tìm cách đưa ra một giải pháp thay thế cho quỹ đạo châu Âu Đại Tây Dương của Kiev. Giờ đây, sau cuộc xung đột tàn khốc, miền đông nam Ukraine đang tìm kiếm một bản sắc mới và các nhà lãnh đạo chính trị. Chớ trêu thay, những khu vực hứng chịu gánh nặng nhất của cuộc chiến lại là khu vực nhiều khả năng bỏ phiếu cho các đảng chính trị thân Nga nhất. Chỉ vài năm trước, khối cương lĩnh đối lập thân Nga vì sự sống của Viktor Medvedchuk đã giành quyền chiến thắng trong các cuộc bầu cử địa phương cho các cơ quan lập pháp khu vực Zaporozhia, Mykolaiv, Odessa và Kherson. Trong những năm gần đây, bất chấp căng thẳng gia tăng với Nga và nguy cơ chiến tranh, các vùng này của Ukraine nói chung vẫn giữ thái độ tích cực với nước láng giềng phía đông. 53% phía đông và 45% phía nam của Ukraine vẫn có thiện cảm với Nga. Một số, mặc dù không nhiều, đã ủng hộ việc thống nhất với Nga, 22% ở vùng Lugansk và 11% ở vùng Kherson. Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga phần lớn đã chấm dứt tình cảm thân Nga trong nội bộ người Ukraine. Đến tháng 5 năm 2022, chỉ 4% miền Đông và 1% miền Nam Ukraine có cái nhìn tích cực về Nga. Mặt khác, sự ủng hộ của Ukraine gia nhập NATO tăng lên cao đạt mức kỷ lục 69% phía Đông và 81% phía Nam, tăng từ 36% ở phía Đông và 48% ở phía Nam, được ghi nhận trong một cuộc thăm dò từ hồi tháng 2. Sở thích văn hóa và lịch sử cũng thay đổi đáng kể. 68% số người được hỏi từ miền Nam và 53% từ miền Đông hiện mô tả tiếng Ukraine là ngôn ngữ của họ, mặc dù 49% người miền Nam và 47% người miền Đông vẫn sử dụng cả tiếng Ukraine và tiếng Nga trong cuộc sống hàng ngày. Những thay đổi lớn trong quan điểm của công chúng không còn chỗ cho các dự án chính trị dựa trên ý tưởng về một bản sắc Đông Nam riêng biệt, trong khi bất cứ những gì liên quan đến Nga hiện coi là độc hại, các chính trị gia địa phương có thể bỏ cuộc hoặc thích nghi. Thị trưởng Odessa Gennady Trukhanov là một trong những trường hợp điển hình. Cho đến mùa hè năm nay, ông phản đối việc dỡ bỏ tượng đài Catherine Đại Đế của thành phố, nhưng bây giờ lại quay xe ủng hộ. Trở lại năm 2014, khi cuộc chiến Donbass bùng nổ và Nga sáp nhập Crimea, giới tinh hoa địa phương ở những khu vực đó không phải đối mặt với tình trạng khó xử như vậy. Hầu hết trong số họ đã tìm thấy một vị trí trong các cấu trúc chính trị mà Nga đã tạo ra. Khoảng thời gian này, sự hợp tác trong các lãnh thổ bị chiếm đóng là rất hiếm. Ví dụ phe đối lập trong hội đồng thành phố Kherson đã lên án việc Nga chiếm đóng thành phố. Phần lớn các chính trị gia thân Nga ở địa phương được tuyên truyền là những kẻ cơ hội và tham nhũng, là những người phản đối Kiev để bảo vệ thái ấp của họ. Chỉ một số ít mạo hiểm nghiêng về phía Nga, chẳng hạn như cựu thành viên đảng các khu vực Vladimir Sando, người từng là thị trưởng Kherson từ năm 2002 đến 2012 và hiện là người đứng đầu chính quyền khu vực do Nga chỉ định. Bất chấp những báo cáo trước đó về cái chết của ông ta, Sando dường như vẫn giữ vị trí cho đến bây giờ, nhưng nhiều người khác rõ ràng đã phải trả giá bằng việc đổi phe. Phó của ông Sando, Kirin Tremusov, đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi bí ẩn vào đêm trước khi quân Nga rút khỏi Kherson. Alexei Kovalev, một doanh nhân người Kherson, người từng đại diện cho đảng Người Phục vụ Nhân dân của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Quốc hội Ukraine và sau đó xuất hiện tại cuộc họp với Sergei Kiryenko, quan chức của Kremlin, với tư cách là đại diện nông dân, đã bị sát hại trong hoàn cảnh không rõ ràng. Lực lượng phòng thủ lãnh thổ Ukraine bị cáo buộc là đã ra tay sát hại thị trưởng Kremlina Vladimir Struk, người đã ủng hộ phe ly khai vùng Lugansk thân Nga, trong khi Alexander Rapsky, người tích cực ủng hộ đối thoại với Nga, thiệt mạng trong một vụ việc được cho là do chính lính Nga thực hiện ở Bucha. Hành động của một số chính trị gia thân Nga ở Ukraine khiến chính phủ trung ương dễ dàng trấn áp các lực lượng chính trị đối lập. 12 đảng chính trị đã bị cấm, bao gồm đảng nền tảng đối lập thân Nga, vì cuộc sống và khối đối lập ôn hòa hơn. Các phe nhóm trong quốc hội và cơ quan lập pháp địa phương cũng bị giải tán. Trong khi đó, cá nhân các chính trị gia có quan hệ với Điện Kremlin đã tản mát. Viktor Medvedchuk đã bị bắt và sau đó được trao đổi với Nga để đổi lấy các tù binh chiến tranh của Ukraine, trong khi các nhà lãnh đạo của nền tảng đối lập đã trốn khỏi đất nước trước khi chiến dịch quân sự đặc biệt được kích hoạt. Cánh ôn hòa hơn
liên kết với Yuri Boyko và Sergei Leverskin đang cố gắng đăng ký một phe mới ở Quốc hội, nhưng cơ hội để giành ảnh hưởng trước đây là mong manh. Dự án chính trị Ukraine nói tiếng Nga bị coi là đã tan thành mây khói, thất bại trong việc hình thành một giải pháp thay thế hấp dẫn cho vector châu Âu Đại Tây Dương. Những người ủng hộ nó đã chọn tìm đến mô hình chính quyền trung ương mạnh kiểu Nga và do đó gắn liền với nỗi nhớ Liên Xô và cũng bị dán nhãn là tham nhũng thời kỳ hậu Xô Viết. Tuy nhiên, chính điện Kremlin giáng đòn cuối cùng vào các lực lượng thân Nga ở Ukraine bằng cách giải phóng cỗ máy chiến tranh của họ chống lại khu vực trung thành trong lịch sử, khiến chính phủ Ukraine phải tìm cách loại bỏ tàn dư với sự ủng hộ áp đảo của công chúng. Cho dù cuộc chiến hiện tại ở Ukraine kết thúc như thế nào, thật khó để tưởng tượng sự tái xuất hiện của các đảng chính trị thân Nga. Các quan chức Ukraine đã nhiều lần nói rằng họ sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Tuy nhiên, sự sụp đổ của hệ thống cũ khiến vùng Đông Nam thân Nga trước đây không còn đại diện chính trị, mặc dù khó có thể nhận ra những phác thảo tương lai của nền chính trị Ukraine qua màn sương chiến tranh, nhưng có thể đảng Người Phục vụ Nhân dân của Zelensky vốn đã khá nổi tiếng trong khu vực trước chiến tranh sẽ cố gắng lấp đầy khoảng trống. Các nhà lãnh đạo khu vực mới đã nổi lên, chẳng hạn như thống đốc khu vực Mykolaiv Vitaly Kim, người đã trở thành một cái tên quen thuộc ở Ukraine nhờ các bài phát biểu qua video của ông trong quá trình bảo vệ thành phố. Những người khác sẽ tham gia cùng ông trong những gì sẽ trở thành một nền dân chủ thời chiến, bao gồm các cựu chiến binh, nhà hoạt động công ích và tình nguyện viên. Chủ nghĩa dân túy theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine cũng có thể nở rộ ở phía đông nam của đất nước này, mặc dù nó đi kèm theo với hương vị của lòng yêu nước nhưng nói tiếng Nga của khu vực. Xét cho cùng, cấu trúc ngôn ngữ của khu vực cũng có thể không thay đổi đáng kể trong một thế hệ, nhưng sẽ không còn bất kỳ mảnh đất màu mỡ nào cho lực lượng thân Nga. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxing File. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.